bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phiền não là Bồ Đề. Đức Phật thấy chúng sinh chịu đựng bốn nỗi khổ to lớn là sanh, già, bệnh, chết, nên Ngài bèn phát tâm xuất gia tu hành, tìm cách giải quyết vấn đề ấy. Trong sự vô minh của chúng ta, phiền não bất giác xuất hiện, khi thì bộc lộ qua sắc tướng, lúc lại tiềm tàng trong tâm trí, và cũng có khi vô minh dấy khởi, nên cái gì cũng không biết cả. Hễ vô minh vừa tác oai tác quái là mình trở nên hồ đồ ngay, cho nên phiền não chính là nhân duyên cản trở việc tu đạo, là chướng ngại vật trên đường đạo. Tuy nhiên, chẳng thể không có phiền não. Vì sao? Bởi phiền não tức là Bồ Đề. Nếu biết vận dụng thì phiền não chính là Bồ Đề. Nếu không biết vận dụng thì Bồ Đề biến thành phiền não. Bồ Đề ví như nước và phiền não ví như băng vậy. Nước chính là băng, băng chính là nước. Nước và băng vốn cùng một thể, chứ không phải là hai thứ khác biệt nhau. Khi giá lạnh thì nước đông lại thành băng, và lúc nóng bức thì băng tan thành nước. Vậy, nói một cách khác, thì khi có phiền não, tức là nước đóng thành băng, và lúc không có phiền não, tức là băng tan thành nước. Lý này rất dễ hiểu. Lại nữa, có phiền não thì có băng phiền não, vô minh, và không có phiền não thì có nước Bồ Đề, trí huệ. Về điểm này, các bạn hãy thiết thực nhớ lấy, ghi khắc vào lòng. Chúng ta tu đạo chớ nên tu tới 80.000 đại kiếp, mà cái phiền não này vẫn cứ tồn tại. Ngày ngày ăn phiền não mà sống, nếu không ăn phiền não thì chết đói, bởi như thế thì thật là rất đáng thương. Bệnh tật của chúng ta là từ đâu mà ra? Chính là từ ba cái độc, tham, sân, si. Nếu con người không có ba thứ độc này thì bệnh tật gì cũng không có cả. Giới, định, huệ trong Phật Pháp chính là phương thuốc đặc hiệu để trị căn bệnh tham sân si. Thuốc này hiệu nghiệm như thần, thuốc đến bệnh đi. Nên nói, tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiên vô vân. Tâm lắng nước hiện trăng, ý rừng trời không mây. Đó là thứ cảnh giới không còn phiền não. Có câu, tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điển. Nghĩa là tâm dừng niệm sức giàu sang thực, tư dục hết sạch là dụng phước. Tâm vọng tưởng dừng hẳn, ý niệm phan duyên không còn, đó đúng là giàu sang thật sự. Nói tóm lại, không tham tức là giàu sang. Vì sao người ta tham lam? Vì họ không tri túc nên cảm thấy thiếu thốn, chưa đầy đủ. Không có tư dục chính là dụng phước. Nếu dứt bỏ được mọi ham muốn ích kỷ thì đúng là ruộng phước thật sự. Các bạn hãy đặc biệt lưu ý, tâm bình bách nạn tán, ý định vạn sự kiết. Nghĩa là tâm bình lặng, trăm nạn tiêu tan, ý an định muôn sự được kiết tường. Câu danh ngôn trên đây rất chí lý và vô cùng hữu ích, đáng cho mọi người lấy làm khuôn vàng thước ngọc. Phiền não là gì? Là phiền thân, não tâm, không được thanh thản tự tại. Ưu là gì? Ưu có nghĩa là ưu sầu khổ não, buồn giàu không vui. Hoạnh là gì? Hoạnh tức là phi tai hoạnh họa, có nghĩa là tai bay vạ gởi, bất ngờ xảy ra chuyện không may. Những sự việc này ràng buộc hoặc bức bách các bạn, khiến cho các bạn như bị khóa chặt bởi cái khóa vô minh, bị trói chằng chịt bởi sợi dây phiền não, hoặc có cảm giác nghẹt thở như bị tảng đá lớn đè lên người vậy. Chính vì muốn cho hết thảy chúng sinh dứt bỏ mọi phiền não để đạt sự an vui và xa lìa mọi bức bách hầu đạt sự giải thoát, nên Đức Phật mới khuyên tất cả chúng sinh nên phát tâm Bồ Đề rộng lớn và tu học công đức cùng đạo hạnh của Phật. Do đó, tất cả chúng sinh chúng ta nên vâng lời Đức Phật, tin tưởng Đức Phật, và càng nên y giáo phụng hành hơn nữa. Tâm phiền não của chúng sinh thì nhiều đến vô lượng vô biên, nhưng nên biết rằng nó giống như các ảo ảnh trông thấy khi bị ánh mặt trời làm hoa mắt. Chúng sinh điên điên đảo đảo, lấy thẳng làm cong, lấy cong làm thẳng.
lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen, lấy thiện làm ác, lấy ác làm thiện. Dù giáo hóa thế nào đi nữa, cũng vẫn cứ chứng nào tật nấy, chướng ngại chồng chất. Nếu nêu ra khuyết điểm của họ, thì chẳng những họ không vui, không chịu sửa sai, không phục thiện, mà còn tìm cách che đậy, biện hộ cho những lỗi lầm của họ, và thậm chí còn nổi đại vô minh, sanh đại phiền não nữa. Chư Bồ Tát trông thấy những chúng sanh như thế, thì khởi lòng từ bi thương xót, tận tình dạy bảo, năm lần bảy lượt căn dặn họ đừng nên nói chuyện thị phi, đừng nên sanh phiền não, và còn cho biết rằng, nếu họ không nổi nóng, không đố kỵ, không chướng ngại kẻ khác, thì họ sẽ vượt khỏi bể khổ. Thân người là giả tạm, đừng xem cái túi da hôi hám này như báu vật, rồi cứ lo nâng niu, chăm sóc, sợ nó cực khổ, vất vả. Các bạn muốn cho nó được sung sướng, an nhàn, nhưng nó lại luôn luôn gây thêm rắc rối, phiền lụy cho các bạn. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 3 tháng 5 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说。